Thưa quý vị, sau 4 năm chuẩn bị, thì công ty Tesla nay đã khởi sự việc xây lắp nhà máy lắp ráp trị giá 5 tỷ đô la tại thị trường xe lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay lại không có vẻ gì là sáng sủa. Tổng giám đốc của công ty Tesla, ông Elon Musk, sẽ đến Thượng Hải vào ngày thứ Hai 7 tháng Giêng để dự buổi lễ động thổ cho nhà máy đầu tiên ở ngoài quốc của công ty, Tuy buổi lễ này đánh dấu một chặng đường mới cho Tesla, điều này xảy ra ở thời điểm nền kinh tế Trung Quốc đang có các chỉ dấu suy thoái, trong khi có cuộc chiến tranh mậu dịch với Mỹ. Tại Trung Quốc, thì công ty Tesla gặp phải tình hình thị trường xe đang thu hẹp lại từ năm ngoái, lần đầu tiên kể từ ít nhất là hai thập niên nay, do tình trạng bất định vì cuộc chiến mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các chỉ dấu nhu cầu thị trường nội địa đã yếu đi và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán khiến cho người dân không có nhiều tiền để chi dùng như trước. Cơ sở Tesla tại Trung Quốc là kết quả của mấy năm thương lượng với giới chức địa phương. Cơ sở này có thể sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển của công ty Tesla hiện đang phải đối phó với nhu cầu sụt giảm ở Mỹ vì chính phủ liên bang đã giảm mức trừ thuế cho các loại xe chạy điện công ty Tesla đã phải giảm giá mỗi chiếc xe bán ra vào khoảng 2.000 đô la để bù vào việc khách hàng bị mất đi phần giảm thuế này.